sắp đặt hướng bếp hợp phong thủy. Căn bếp được coi là một trong những khu vực quan trọng nhất của ngôi nhà và ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Vì vậy, việc chọn hướng bếp rất quan trọng. Hãy cùng xem video dưới đây để tìm hiểu cách đặt hướng bếp hợp với phong thủy nhé. Một số lưu ý: nên đặt bếp ở nơi không khí dễ dàng lưu thông và cân đối vị trí đặt bếp với cửa ra vào, nhà vệ sinh. Cân đối giữa các khí khi thiết kế vị trí đặt các thiết bị trong bếp. Thường xuyên vệ sinh căn bếp. Vị trí đặt bếp: bạn nên đặt bếp theo hướng đông bắc, tây hoặc nam và tránh đặt bếp ngược với hướng nhà. Không nên đặt bếp đối diện cửa ra vào hoặc cửa nhà vệ sinh để tránh tài lộc bị ảnh hưởng. Theo quan niệm phong thủy, khí nhà bếp và khí nhà vệ sinh kỵ nhau, không nên để hai vị trí này đối nhau. Bếp nên có cửa sổ để thoát mùi dễ dàng hơn, tránh tình trạng tích tụ mùi thức ăn lâu ngày không tốt cho sức khỏe. Vị trí đặt các thiết bị bếp: việc đặt các thiết bị bếp đúng vị trí thì cũng sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Lò nướng và bếp nấu tượng trưng cho hỏa, không nên đặt cạnh tủ lạnh hay bồn rửa tượng trưng cho thủy. Các thiết bị như lò vi sóng, ấm đun nước thì không nên đặt trên nóc tủ lạnh vì từ trường của chúng sẽ ảnh hưởng đến tủ lạnh. Tủ lạnh nên đặt ở vị trí bằng phẳng, không ẩm thấp, sát nguồn điện để tủ không bị gián đoạn hoạt động. Bếp nấu tránh đặt dưới xà ngang vì như vậy xà ngang sẽ đè lên vận may của gia chủ. Thường xuyên vệ sinh khu vực nấu nướng, sắp xếp dụng cụ gọn gàng và bỏ những vật dụng không dùng nữa. Cách đặt hướng bếp theo phong thủy. Cách xác định hướng bếp. Muốn đặt bếp đúng phong thủy thì chúng ta cần xác định được hướng bếp. Hướng bếp là hướng lưng của người nấu. Người nấu quay lưng về phía nào thì đó chính là hướng bếp. Ví dụ, người nấu bếp có mệnh đông thì phải đặt bếp hướng đông, người mệnh tây thì đặt bếp hướng tây. Còn nếu người mệnh đông dùng bếp hướng tây hoặc ngược lại thì gia chủ dễ bị bệnh tật, đau ốm. Hướng của bếp gas là hướng ngược với người nấu, tức là hướng của nút vặn tắt mở bếp gas. Đối với bếp từ, do không có lửa nên không được tính. Bếp lò, bếp than thì hướng chính là vị trí miệng cho củi, than vào đun. Cách đặt hướng bếp đúng phong thủy. Cách đặt bếp phong thủy là phải nằm trong cung có an du niên tốt hoặc cùng cực đông hay cực tây với cửa bếp. Hướng bếp không được thông thẳng đến cửa chính của ngôi nhà vì theo quan niệm phong thủy sẽ dễ bị tiêu hao của cải. Bếp không nên đặt ở vị trí đối diện với nhà tắm hoặc nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những điều cấm kỵ khi đặt bếp: tránh các góc nhọn hướng vào khu vực nấu vì sẽ làm mất đi sự hòa thuận trong gia đình. Bếp không nên đặt ở hướng bắc, hướng thủy vượng. Tránh cửa nhà vệ sinh nhìn thẳng vào bếp hoặc cửa chính ra vào. Tránh đặt bếp đối diện hay sát với cửa phòng ngủ, giường ngủ vì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên. Không nên đặt bếp ngược hướng nhà. Không nên để khoảng không sau bếp, nên làm bếp dựa vào tường. Tránh đặt bếp, hỏa, trên rãnh mương nước, thủy. Cách đặt hướng bếp đúng phong thủy rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của gia đình. Hy vọng rằng với video này, các bạn đã có thêm thông tin cần thiết để lựa chọn hướng bếp đúng phong thủy.